Hi chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong hướng dẫn bán ảnh ở trên Adobe Stock. Như các bạn đã biết thì hãng Adobe rất nổi tiếng với phần mềm Photoshop, Lightroom và Premiere. Như các bạn đang thấy ở trong phiên bản Photoshop mới nhất, chúng ta có phần thư viện và trong đây các bạn có thể tìm gần như là mọi thể loại ảnh mà các bạn cần và nó sẽ được hiển thị ngay ở khung bên phải như vậy và chúng ta có thể nhấp vào đây để mua những bức ảnh đó. Ngoài Photoshop thì Adobe còn phần mềm chỉnh sửa ảnh vector nữa. Ở trong đây Chúng ta có một phần thư viện giống hệt như ở bên Photoshop nha các bạn. Và các bạn có thể mua gần như là mọi thứ ở trong đây. Ví dụ, các bạn muốn mua những ảnh cô gái thì các bạn có thể nhập từ cô gái và như vậy. Sau đó, chúng ta chỉ việc nhấp vào đây để mua. Và tất nhiên là các bạn cũng có thể bán ảnh của mình kể những bức ảnh đó xuất hiện ở trong phần thư viện này. Nếu như bạn thích quay video thì các bạn cũng nên tải video của mình để bán ở trên Adobe Stock bởi vì giá bán ở trên đó rất cao và nó được tích hợp vào các phần mềm Premiere và After Effects. Như các bạn đang thấy, ở trong Premiere, chúng ta cũng có phần thư viện như vậy. Và chúng ta có thể tìm gần như mọi loại video ở trong đây. Như vậy chúng ta đã thấy được lợi thế của Adobe Stock. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu cách đăng ký tài khoản và tối ưu các thông tin ở trên đây để các bạn có thể bán được ảnh và video của mình. Các bạn cần đăng ký một tài khoản miễn phí bằng cách truy cập vào trang chủ của Adobe hoặc các bạn tham khảo đường link mình hình kèm ở phía dưới phần mô tả của video. Chúng ta di chuyển qua phần bên phải và nhấp vào chữ sign in Chúng ta nhấp vào đây để đăng ký tài khoản mới. Thông tin đầu tiên mà các bạn cần nhập đó là email. Các bạn có thể sử dụng Yahoo, Gmail hay là Hotmail. Mình sử dụng Yahoo mail. Khi các bạn nhập đầy đủ thông tin như vậy, nó sẽ xuất hiện một cái dấu tích màu xanh ở đây cho các bạn biết là cái email này chưa đăng ký tài khoản Adobe Stock. Bây giờ các bạn hãy di chuyển xuống phía dưới để nhập họ và tên của bạn vào đây. Bây giờ các bạn hãy kéo xuống một chút để nhập mật khẩu cho tài khoản. Đây là thông tin rất quan trọng nên các bạn hãy tuân thủ các yêu cầu của Adobe để tài khoản của bạn được an toàn hơn, chúng ta cần sử dụng mật khẩu ít nhất là 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt. Tất nhiên là không kèm theo email hay là tên của bạn. Như các bạn thấy, mật khẩu của chúng ta rất dài, rất nhiều ký tự lạ, nhưng mà nó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Adobe. Ở trong trường hợp này, chúng ta còn thiếu một chữ không viết hoa. Các bạn chỉ việc nhấp vào đây và thêm một chữ vào, như vậy là xong. Bây giờ các bạn hãy kéo xuống một chút để nhập ngày tháng năm sinh, ví dụ mình chọn tháng 1 như vậy Sau đó nhấp qua bên phải, nhập năm sinh Bây giờ các bạn hãy nhấp vào đây để chọn nơi các bạn đang sinh sống Ví dụ như mình ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam như vậy à, Sau đó chúng ta nhấp vào đây để đăng ký tài khoản Và các bạn hãy kiểm tra email để kích hoạt tài khoản đó Hiện tại mình có quá nhiều tài khoản Airbnb nên mình sẽ không đăng ký thêm nữa Các bạn tham khảo chi tiết cách kích hoạt tài khoản thông qua video đang hiển thị ở trên góc phải của hướng dẫn này hoặc bài viết ở trong phần mô tả của hướng dẫn này. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách đăng ảnh và video lên Adobe Stock. Các bạn hãy truy cập vào trang stock.adobe.com hoặc các bạn có thể nhấp qua cái đường link mình đính kèm ở phía dưới mô tả của video này. Sau đó, các bạn di chuyển qua bên phải, nhấp vào phần đăng nhập. Tại đây chúng ta nhập email đã đăng ký ở trong phần trước, sau đó nhấp continue. Bây giờ chúng ta nhập mật khẩu và nhấn continue thêm một lần nữa. Đây là tài khoản mình mới đăng ký và mình đã tải sẵn một số ảnh lên đây rồi để tránh làm mất thời gian của các bạn. Vậy làm thế nào để tải ảnh lên đây? Các bạn hãy nhìn qua phần bên phải. Chúng ta nhấp vào chữ Upload như vậy để đưa ảnh lên Adobe Stock. Như các bạn thấy, họ yêu cầu ảnh JPEG, độ phân giải thấp nhất là 4 chấm và độ phân giải cao nhất là 100 chấm và dung lượng tối đa là 45 MB. Nếu như bán ảnh vector thì các bạn hãy tham khảo quy định thứ hai ở trong đây. Đó là các bạn cần sử dụng định dạng AI, EPS hoặc là SVG dung lượng tối đa là 45 MB. Bên cạnh đó, các bạn cần kèm theo một tấm ảnh JPEG có độ phân giải là 5000 x 3000 pixel, có nghĩa là độ phân giải 15 triệu điểm ảnh và dung lượng tối đa của file này là 45 MB. Ở trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách đơn giản nhất để tải ảnh lên đây. Cách đầu tiên là các bạn có thể tải trực tiếp vào trong máy tính. Cách thứ hai là chúng ta tải ảnh ở trong album của Lightroom. Cách đơn giản nhất là chúng ta mở thư mục ở trên máy tính. Sau đó, Nhấp giữ phím trôn để chọn ảnh như vậy Tiếp theo các bạn giữ chuột trái Kéo và thả bức ảnh đó vào trong phần màu xanh như vậy Thì những bức ảnh này sẽ được đưa lên trang Adobe Stock Nếu như không muốn kéo như vậy Các bạn có thể nhấp vào đây Sau đó chúng ta chọn đến thư mục Lưu chữ ảnh ở trên máy tính Các bạn duyệt qua những bức ảnh như vậy Ví dụ mình chọn bức ảnh này Nếu như các bạn muốn chọn thêm bức ảnh khác Các bạn có thể nhấn giữ phím Ctrl và nhấp thêm một lần nữa Sau đó chúng ta chọn Open. Các bạn hãy chờ một chút để nó tải những bức ảnh này lên trang Adobe Stock. Để đăng nhiều ảnh cùng một lúc, chúng ta nhấn giữ phím Ctrl và chọn như vậy. Như các bạn thấy, trang này thông báo cho chúng ta biết là có hai bức ảnh được chọn. Khi các bạn nhập tiêu đề, mô tả và từ khóa, thì nó sẽ áp dụng cho cả hai bức ảnh đó cùng một lúc. Bây giờ chúng ta cần chọn định dạng ảnh, danh mục và mô tả kèm từ khóa cho những bức ảnh này. Khi các bạn sử dụng máy ảnh để chụp ảnh, thì các bạn chọn là photo như vậy. Nếu như các bạn vẽ bằng các phần mềm ví dụ như là illustrator thì các bạn hãy chọn phần thứ hai trong đây tiếp theo đến phần danh mục các bạn cần lựa chọn danh mục đúng cho cái loại ảnh mà các bạn đang đăng lên đây ha chúng ta nhấp vào đây và chọn danh mục phù hợp với hai bức ảnh này các bạn hãy kéo xuống một chút như các bạn thấy chúng ta chọn phần cây và hoa lá ở đây cài đặt thứ ba ở trong đây để trang này biết các bạn đang viết tiêu đề và từ khóa bằng ngôn ngữ nào cách tốt nhất là các bạn nên viết bằng tiếng anh nếu như các bạn sử dụng những ngôn ngữ được hỗ trợ trong đây thì các bạn có thể chọn. Và hiện tại thì chưa hỗ trợ tiếng Việt nên các bạn chọn tiếng Anh để người ta có thể tìm thấy bức ảnh của bạn. Kéo xuống một chút thì các bạn thấy họ hỏi chúng ta là ở trong những bức ảnh này có tài sản hay là có người nào dễ nhận biết và có bản quyền hay không? Chúng ta chọn là không. Bây giờ đến phần mô tả nội dung của bức ảnh. Các bạn hãy sử dụng tiếng Anh và viết tối đa là 200 ký tự. Các bạn hãy viết làm sao để người ta đọc và hiểu được cái nội dung của bức ảnh mà các bạn đang muốn nói tới. Và thông thường thì các bạn hãy viết trong khoảng 70 đến 100 ký tự mà thôi. Các bạn cần kèm theo từ khóa nằm trong những ký tự đầu tiên. Nếu như các bạn viết mô tả rất là hay nhưng mà nó không kèm theo một từ khóa nào về nội dung của bức ảnh. Ví dụ như là hoa hay là hoa đào thì người ta gần như là không thể tìm thấy bức ảnh của bạn. Mình tin rằng khi xem phần này thì nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là khó bởi vì rất nhiều bạn không biết tiếng Anh và hiện tại thì mình cũng không giỏi tiếng Anh các bạn có thể sử dụng Google Translate để các bạn chuyển những câu tiếng Việt của bạn thành tiếng Anh nếu như có ai đó chê bạn viết tiếng Anh à không tốt thì các bạn đừng có lo lắng bởi vì những người chê thì đa số là những người nói cùng ngôn ngữ với nhau thôi còn những người nước ngoài nhìn vào chúng ta thì họ không chê đâu và mình chưa bao giờ bị trang Shutterstock hay là Adobe Stock chê về phần viết tiêu đề cả mình lấy ví dụ với một người không biết tiếng Anh một chút nào cả chúng ta vào trang Google dịch các bạn chọn tiếng Việt sang tiếng anh như vậy bức ảnh của chúng ta nói về những bông hoa đào ở trên nền trắng thì chúng ta sẽ viết tiếng việt vào khung bên trái như các bạn thấy ngay sau khi mình gõ tiếng việt mình nhận được một câu tiếng anh ở bên tay phải và google dịch rất là tốt chúng ta nhấp vào đây để sao chép sau đó các bạn chọn chuột phải vào đây chọn dán như vậy là xong như vậy chúng ta đã biết cách mô tả chính xác nội dung của bức ảnh bằng tiếng anh và chắc chắn với các bạn là trang Adobe Stock sẽ chấp nhận phần mô tả này. Bây giờ chúng ta cần nhập từ khóa, mô tả nội dung của bức ảnh để khách hàng có thể tìm thấy bức ảnh của bạn. Ở trên Adobe Stock, trang này yêu cầu chúng ta nhập ít nhất là 5 từ khóa liên quan đến chủ đề của bức ảnh và tối đa là 49 từ khóa. Và các bạn hãy nhập khoảng 30 từ khóa để đạt kết quả tốt nhất. Vậy làm thế nào để tìm những từ khóa liên quan đến bức ảnh này? Các bạn hãy kéo xuống dưới và nhấp vào phần tự động tạo những cái từ khóa liên quan đến bức ảnh. Chúng ta nhận được 20 năm từ khóa liên quan đến nội dung của bức ảnh và các bạn thấy rằng kết quả rất là chính xác đúng không? Nhưng có một điều các bạn cần lưu ý là trang này ưu tiên những cái từ khóa nằm tại vị trí 1 đến 5. Các bạn hãy nhập những cái từ khóa các bạn thấy quan trọng nhất và mô tả chính xác nội dung của bức ảnh ở trong năm vị trí đầu tiên. À, bức ảnh của chúng ta đang nói về những bông hoa đào nên các bạn hãy nhập từ khóa những bông hoa đào ở trong vị trí số 1 như vậy sẽ tốt hơn bởi vì nó sẽ đồng bộ những cái thông tin về phần tiêu đề, nội dung của bức ảnh và từ khóa. Chúng ta có thể nhấp vào đây. Chọn những bông hoa đào. Chọn chuột phải. Chọn sao chép. Chúng ta chọn chuột phải. Chọn dán vào đây. Các bạn có thể sửa lại một chút. Như vậy chúng ta đặt từ khóa quan trọng nhất nằm trong vị trí đầu tiên và các bạn thực hiện tương tự cho những từ khóa còn lại. Hãy ưu tiên những cái từ khóa nằm trong vị trí số 1 đến số 5 và các bạn có thể nhấp vào đây để thay đổi vị trí các từ khóa đó như các bạn thấy rất là dễ đúng không chúng ta có thể đổi vị trí những từ khóa này để thay đổi mức ưu tiên của nó tương tự như vậy chúng ta nhấp sang ảnh thứ hai và thay đổi từ khóa đầu tiên nếu như các bạn đăng những bức ảnh rất đặc biệt và tính năng tự động tạo từ khóa hoạt động không chính xác thì các bạn hãy quay trở lại google dịch các bạn gõ những từ khóa bằng tiếng việt và các bạn nhận lại cái từ khóa bằng tiếng anh ở khung bên tay phải như vậy chúng ta điền đầy đủ thông tin cho những bức ảnh này rồi bây giờ các bạn nhấp vào phần Submit như vậy. Chúng ta nhấp vào submit thêm một lần nữa. Như vậy bức ảnh này đã được gửi đến bộ phận kiểm duyệt của Adobe và họ sẽ duyệt những bức ảnh này trong vòng 3 ngày và thông báo cho bạn qua email. Bức ảnh của bạn được duyệt hay không và bức ảnh đó sẽ xuất hiện ở trong phần dashboard như vậy. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách đầu tiên để đăng bán ảnh ở trên Adobe Stock. Mình hy vọng sau khi tham khảo hướng dẫn này thì bạn nào cũng có thể làm được. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách thứ hai để đăng ảnh ở đây thông qua phần mềm Lightroom. Các bạn hãy đăng nhập cái tài khoản mà chúng ta đã tạo ở trong bước đầu tiên thì các bạn có thể tải ảnh ngay lên cái tài khoản đó mà không cần vào trang Adobe Stock nữa. Như các bạn đang thấy, chúng ta có rất nhiều bức ảnh ở đây. Ở trong thư mục này thì các bạn chỉ việc chọn ảnh như vậy. Sau đó, chúng ta thả vào cái thư mục nằm dưới Adobe Stock như vậy. Chúng ta chỉ việc giữ vào như vậy, kéo và thả vào đây. Như vậy là xong. Nếu muốn chọn nhiều ảnh cùng một lúc, chúng ta nhấn chọn bức ảnh đầu tiên như vậy, giữ phím Shift chọn bức ảnh cuối cùng, sau đó buông phím ship ra, kéo vào trong thư mục Adobe Stock. Như vậy chúng ta vừa thêm 5 ảnh vào trong thư mục Adobe Stock. Nếu như các bạn muốn đăng cả 5 bức ảnh này, thì các bạn hãy nhấn giữ phím Ctrl cộng A để chọn cả 5 bức ảnh. Sau đó, chúng ta nhấp chuột phải vào đây, chọn Publish Now. Các bạn hãy chờ một chút để nó tải cả 5 bức ảnh này lên trang Adobe Stock. Như vậy 5 bức ảnh của chúng ta đã được đưa lên trang Adobe Stock thông qua phần mềm Lightroom. Chúng ta chọn ảnh, sau đó chọn danh mục và các bạn chọn sang không có cái chủ đề có bản quyền trong đây ha. Sau đó chúng ta nhập cái tiêu đề bằng tiếng Anh. Mình đã copy sẵn đây rồi để tiết kiệm thời gian các bạn hơn. Chúng ta nhập từ khóa liên quan đến nội dung của bức ảnh. Và các bạn nhớ ưu tiên từ khóa vị trí số 1 tới vị trí số 5. Và cuối cùng các bạn chỉ việc nhấp vào submit như vậy để đăng bức ảnh này. Và họ sẽ duyệt trong 3 ngày và bức ảnh của bạn sẽ xuất hiện ở trên kho của Adobe Stock. Mình sẽ kết thúc phần đăng ảnh ở đây và chúng ta chuyển qua phần tiếp theo để tìm hiểu về cách đăng bán video ở trên trang Adobe Stock. Chúng ta dành một chút thời gian để tìm hiểu về yêu cầu của trang Adobe Stock. Trong đây họ yêu cầu chúng ta đăng video qua một cái phần mềm khác mà không đăng trực tiếp vào giao diện trang web này. Adobe Stock yêu cầu video có độ phân giải là 1280 x 720 và các bạn nên sử dụng độ phân giải là Full HD 1920 x 1080 và cao hơn nữa thì càng tốt. Xuống dưới một chút thì các bạn sẽ thấy trang này chấp nhận các định dạng video MOV, MP4 và AVI -E. và họ yêu cầu video có độ dài từ 5 tới 60 giây. Các bạn có thể quay trong thời gian này và dung lượng tối đa của video là 3.9GB. Vậy làm thế nào để tải video lên đây? Các bạn hãy nhìn qua phần bên trái. Tại đây, chúng ta nhấn vào Learn More. Bước đầu tiên là chúng ta nhấp vào đây để tải phần mềm FileZilla. Chúng ta nhấn vào tải về, sau đó cài vào trong máy tính. Nếu như bạn nào chưa biết thì hãy tìm kiếm với từ khóa là cài phần mềm FileZilla thì các bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn hướng dẫn để các bạn có thể tự cài vào trong máy tính để tránh làm mất thời gian của các bạn, mình đã cài trước rồi. Chúng ta quay trở lại trang Adobe Stock, các bạn nhấp vào đây để tạo mật khẩu. Bây giờ chúng ta chọn copy phần host này, sau đó chúng ta mở filezilla và dán vào phần host như vậy. Chúng ta quay trở lại Adobe Stock, các bạn sao chép phần ID, các bạn dán vào phần username. Bây giờ chúng ta copy phần mật khẩu. Chúng ta chọn phần mật khẩu, nhấn chuột phải và dán vào đây. Sau đó, các bạn nhấn vào phần quick connect. Như vậy chúng ta đã kết nối thành công. Bây giờ các bạn chỉ việc tìm thư mục ở trên máy tính. Ví dụ, mình chọn thư mục này. Các bạn thấy ở bên trong chúng ta có ảnh và video. Các bạn chỉ việc chọn vào video như vậy, giữ chuột trái và kéo sang phần bên tay phải như vậy. Sau đó các bạn buông chuột ra thì video của bạn sẽ được tải trực tiếp lên cái tài khoản Adobe Stock. Các bạn có thể theo dõi quá trình tải qua thanh trạng thái ở phía dưới. Khi tải thành công thì các bạn sẽ nhận được một thông báo như vậy. Bây giờ chúng ta có một cái video nữa nằm ở phần bên tay phải như vậy. Nó giống hệt với cái video ở trong máy tính của các bạn. Các bạn có thể hình dung việc này Giống như khi các bạn chép nhạc, chép video vào trong điện thoại hay là USB của bạn, để thấy được video thì các bạn hãy chọn chuột phải vào đây, chọn tải lại thì các bạn sẽ thấy được cái video mà các bạn mới tải qua phần mềm Filezilla. Như vậy video của chúng ta đã xuất hiện trong tài khoản rồi. Các bạn chỉ việc di chuyển qua bên phải. Trong phần file tệp thì nó mặc định là video, các bạn không thể thay đổi. Còn trong phần danh mục thì nó đã chọn đúng là phần cây và hoa lá. Ở trong phần tiêu đề và từ khóa các bạn có thể chọn đúng ngôn ngữ các bạn muốn sử dụng. Mình sử dụng tiếng Anh nên mình sẽ chọn là tiếng Anh như vậy. Ở trong lựa chọn thứ tư, mình nhấn vào no để xác nhận rằng ở trong cái video này không có chủ thể nào liên quan tới bản quyền mà mình không có sở hữu. Tiếp theo, chúng ta cần nhập tiêu đề, mô tả nội dung của video. Các bạn hãy nhập tiêu đề bằng tiếng Anh dễ hiểu và mô tả chính xác cái nội dung video. Nếu như các bạn chưa biết viết tiêu đề như thế nào thì các bạn nhấp chuột vào đây thì các bạn sẽ thấy những cái tiêu đề rất là khớp với cái nội dung ở trong video nhưng mà trong trường hợp này mình muốn nói chính xác đến những bông hoa đào mình đã viết sẵn một cái tiêu đề bây giờ mình chỉ chọn chuột phải chọn giá vào đây như các bạn thấy thì mình muốn nói đến những bông hoa đào trong thời điểm trước tết âm lịch việt nam và chúng ta sẽ sao chép từ khóa này vào từ khóa số 1 như vậy để người ta có thể tìm thấy cái video của chúng ta dễ hơn nếu như các bạn chưa biết chọn từ khóa như thế nào thì các bạn có thể nhấp vào đây để tạo từ khóa tự động nó sẽ liên quan đến cái nội dung của bạn sau đó chúng ta nhấp vào đây để gửi video này đến bộ phận kiểm duyệt của Adobe. Chúng ta nhấp vào submit thêm một lần nữa. Còn một việc nữa mà các bạn nên làm ngay đó là khai thuế để các bạn có thể nhận được thanh toán từ Adobe Stock. Các bạn có thể tham khảo chi tiết cách khai thuế qua bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả của video này. Mình hy vọng sau hướng dẫn này thì các bạn có thể bán ảnh, bán video và biến những đam mê của bạn thành một nguồn thu nhập. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong hướng dẫn sau. Bye bye.